đứng đây nào. Đấy. Ui. Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyến đi săn tiếp theo. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục thực hiện cái chính sách đấy là kiểm soát bầy đàn hươu ở trong cái map này. Thì cái nhiệm vụ đó là sẽ tìm những con hươu từ cấp 6 cho tới cấp 8 và tiêu diệt hết nó đi để cho những con hươu cấp 9 nó ra nha. Từ hôm tới giờ thì mình đã giết khá là nhiều hươu từ cấp 6 cho tới cấp 8 rồi. Thế nhưng là vẫn chưa được con cấp 9 nào. Rất có thể hôm nay sẽ được đấy. Chỗ ngủ của nó này. Rồi bây giờ sẽ lên như này. Thịt một con lợn đi. Sau đấy là sẽ về đi thịt mấy con hươu. À xem nào. Còn là 360 m. Con này ngủ say rồi. Đấy. Ai thôi thôi thôi. Bắn con này này, bắn con này. Ui nó phát hiện rồi. Ai. Ngồi xuống thì cái tay mình cầm nó sẽ chắc hơn. Ui, trúng bụng mà. À trúng rồi, chết. Đấy. Con trên này trúng luôn rồi đấy. Không biết chết rồi. Đấy. Rồi, chết luôn này. Phải không nhỉ? Đây, thôi. Có thể là chết hai con đấy. Rồi, con lợn đầu tiên này, con này con cấp 3 này. Con này 133 kg. Xem nào. Ui, mình bắn vào phổi này. Còn một con trên này. Cho con chó nó đi tìm. Ui, con này cái vết máu cũng to này. Ôi, cái vết này nó không phải là vết vào phổi đâu. Rồi, đây rồi, đây rồi. Con này chắc trúng hai phát. Xem nào, con này là con cấp 3 hay sao này? Ôi, bắn phải con cấp 2. Vào đâu đây? Đấy, con này vào ruột, vào dạ dày. Ôi ôi. Ai, mấy con chó sói này. Giờ này lại có sói ở đây à? Đây đây đây. Ui, còn cấp 8 luôn. Thịt 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 thịt. Đẹp nha, đẹp nha. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ui. Nó trong cái bụi rậm nè. Bắn được không nhỉ? Cần nó đứng lại. Đấy. Ngon ngon ngon. Ôi ôi ôi. Ôi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ai. Đang chạy qua bên này thì bên kia là có hươu kìa. Đây đây đây. Đây. Nó mới ra đây mấy con bé thôi. Ôi, bé 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 bé. Ôi, không này có 4 con thôi hả? Xíu nữa quay lại thôi. Giờ này nó chưa xuống đây đâu, nó đang sợ mà. Mới bắn con xong cái con sói này. Rồi, lượm con này đi. 46 kg.
Góc này có này. Đây. Ê, ui. Nó vẫn cho ra con cấp 7 thôi à. Bao nhiêu mét vậy? Ôi đang hơn 300 cơ. Xuống sát mép hồ đi. Rồi, 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 rồi. Mấy con này nó tỉnh nha. Đây. Nó phát hiện ra đấy. Ôi, 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 ôi. Thôi, 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 thôi. Dừng, dừng, dừng. Chờ, chờ nó quay đầu lại đây này. Quay đầu lại mới bắn được. Đấy, 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 đấy. Rồi, rồi, rồi. Ui, sao cứ hơi run cái tay ấy. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Rồi, ra đi. Rồi, còn con kia đâu? Con kia chạy rồi. Cấp 6 chạy rồi. Lần sau quay lại giết luôn con cấp 6 đấy. Rồi, lần này giết được con là được rồi. Rồi, hôm nay tới giờ mới được một con cấp 7. À, sừng nó nhìn đã thật. Nếu mà con cấp 9 này nhìn nó phê luôn. Con này 210 kg. Ôi, trúng phổi. Rồi, đây 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 đây. Rồi, con cấp 6 này. Giết được này. Chỗ này có hai con thôi. Đấy, con cấp 6 kia nó lại phát hiện ra mình rồi sao ấy. 250 mét. Chết luôn. Ôi, trên này cũng nhiều hươu nó xuống nước đấy. Con này 200 kg. Rồi, phía trên này chắc hết rồi. Ôi, qua bên kia đi săn kangaroo đi. Đây đây. À, bắn con này vui này đấy. Con này chắc không chết quá. Đây 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 đây, kangaroo kangaroo. Mấy con này nó cũng tỉnh nha. Ê, con này nó tính quay lại đây này. Xem có con nào đó. Ui, nguyên bầy. Nào chạy chậm thì bắn con đấy. Đấy, đây, 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 đấy. Có hàng, có hàng. Bắn ngay thôi, bắn ngay thôi. Cho nó quay lại đây nó tấn công mình. Đấy, 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 đấy. Con này dùng cung, dùng cung. Đâu rồi. Đây, đây, đấy. Hello, hello cưng. Cái kìa. Quay đây nào. Đấy, đấy, đấy. Ui, sao nó không bắn được kìa. Ui, nó chạy, nó chạy, nó chạy.
nè, chạy làm sao được. Mày chạy nè. Ồ, chết rồi. Hơi con này trúng cái đuôi luôn. Rồi, con này thì trúng phổi này. Còn con nào không nhỉ? Mình bắn tùm lum đi ấy. Không biết rồi. Đây, đây con này. Còn vết máu này. Ôi sao con này nó chết theo cái tư thế đứng luôn vậy? Chết theo cái tư thế đứng luôn nè. Con này trúng đùi thôi. Nó mất máu nó chết đấy. Rồi cái bầy nó chắc đang trên này này. Ui bầy dê này. Dê trong này thì nhiều. Đâu rồi, xem con không. Cáo này. Hai con. Con cấp 5 này. Bên này là con cái. Đây con cái này. Con cái này. Ui. Ui. Nó chết không kịp nhúc nhích luôn. Bầy kangaroo nó chạy qua đây này. Vết chân này. Ôi con này nó trúng phổi. Úi dê kìa. Kangaroo trong này. Ôi nó lại phát hiện ra nó chạy rồi. Dê này. Đâu rồi? Vừa thấy trên này. À, nó chạy xuống như này rồi. Kangaroo. 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 Ồ, chạy theo, chạy theo. Hy vọng là có con nào đấy nó quay lại. Đây con này kiểu muốn quay lại nè. Ê, không quay à? Không quay lại à? Bắn tầm lum luôn đấy. Mấy con dê đứng hóng thế này sao này? Đây. Ôi, kangaroo đây, 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 đây. Ở đây bị đụng tay. Rồi nó chạy tùm lum hết rồi. Ê đây đây đây, biết ngay, lại có em để chơi rồi. Đứng đây nào. Đấy. Ui. Ui. Chưa lắp công tên luôn. Rồi nó chạy rồi. Chạy đâu được. Không muốn giết mày thôi. Đấy vẫn chạy được à. Mấy con này nó cũng khỏe nha. Nè. Không muốn giết mày thôi.
Mấy con kangaroo này nó thích quấy nhau lắm. Ui khúc kia chắc chết đầy đấy. Bây giờ ngã đi tìm rồi. Rồi video này thì mình lại xin phép được dừng ở đây thôi. Bạn nào xem mà thấy hay thì cho mình một like và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi video sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đi kiểm soát bầy đàn ở bên cái map kia để tìm mấy con hươu cấp 9 nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.